có nốt ruồi ở ngón tay thì phải xem ngay, ngón giữa lọc phúc đủ đầy nhưng ngón út thì coi chừng. Người ta hay nói rằng nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời. Thế nhưng theo các chuyên gia tướng học thì việc này còn phải xem xét nốt ruồi đó nằm ở đâu trên bàn tay nữa. Do vậy, không phải cứ nốt ruồi ở tay là nghèo khổ, vất vả, mà nốt ruồi mọc ở từng vị trí trên bàn tay đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Đặc biệt hơn, với từng ngón tay, nốt ruồi cũng sẽ là điềm báo cho bạn biết vận trình cuộc sống của bạn ra sao, tình duyên, tiền bạc, công việc và các mối quan hệ xung quanh như thế nào. Nốt ruồi ở ngón cái. Người sở hữu nốt ruồi ở ngón cái thường có tính cách mạnh mẽ, tốt bụng và rất thẳng thắn. Người này khá nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, họ có một khuyết điểm là hơi nóng vội, suy nghĩ chưa kín kẽ nên hay mắc phải sai lầm trong công việc, gây ảnh hưởng tới nguồn tài chính của mình. Có thể nói, họ gặp khá nhiều rắc rối trong tiền bạc hay đầu tư nhầm chỗ, chưa biết tính toán hợp lý nên hay bị thiếu hụt. Trong chuyện tình cảm, người này cũng không mấy may mắn, dễ bị cắm sừng, phản bội. Về hậu vận có phần tươi sáng hơn, tuy nhiên cũng không có cuối dư thừa, chỉ đủ để sống qua ngày mà thôi. Nốt ruồi ở ngón trỏ. Người sở hữu nốt ruồi ở ngón trỏ là người thiếu tự tin, hay e dè, ít khi kết bạn, giao lưu với mọi người. Chính vì lẽ đó, nên trong công việc, họ không được cấp trên và đồng nghiệp đề cao, nhiều khi bị đối xử như người thừa vậy. Tuy có nhiều ước mơ, hoài bão, nhưng với bản tính này thì họ mãi chỉ dậm chân tại chỗ, khó mà phát triển xa được. Về tiền bạc thì người này tuy thu nhập không cao nhưng biết cách chi tiêu, có sở thích tiết kiệm nên có một khoản kha khá. Họ thích cuộc sống bình yên, an nhàn, chứ không thích tranh giành địa vị vật chất với người khác. Nốt ruồi ở ngón giữa. Đây là người có tài năng và rất nhiệt huyết. Họ tự thân xây dựng sự nghiệp của riêng mình, đi lên từ hai bàn tay trắng. Với tinh thần ham học hỏi, bản lĩnh, sẵn sàng đầu tư nên người này nhanh chóng đạt thành công, kiếm được nguồn lộc lớn, giàu có vô cùng. Trong cuộc sống, dù gặp vô vàn khó khăn, họ cũng vượt qua được hết. Tuy có hơi nóng nảy, nhưng trong tình yêu, người này khá tâm lý, có một mối tình. Cuộc hôn nhân đẹp như mơ. Nhìn chung, nốt ruồi ở giữa là nốt ruồi tốt nhất. Nó đem tới tài lộc, may mắn cho gia chủ, giúp họ sống hưởng thụ tới cuối đời. Nốt ruồi ở ngón áp út. Người sở hữu nốt ruồi này rất thông minh, tài giỏi, nhưng thiếu may mắn. Họ chưa gặp được thời cơ tốt nên vẫn chưa thể hiện được bản thân nhiều. Đặc biệt, người này rất nhẹ dạ, cả tin, dễ bị người khác lừa gạt về tình cảm, lẫn tiền bạc. Với tiền bạc, họ rất tiêu hoang, chi mảnh tay mà không nghĩ tới hậu quả, không biết quý trọng đồng tiền do mình làm ra. Người này tốt hơn hết nên tránh xa các tệ nạn xã hội, tuyệt đối không được ăn chơi sa đọa mà tự tay phá hủy tất cả, đồng thời tránh để bản thân liên quan tới pháp luật, kiện tụng. Nốt ruồi ở ngón út. Nốt ruồi ở ngón út là của người kiên định, có tâm lý vững vàng nhưng hay tự làm theo ý của mình. Hiếm có ai có thể thay đổi được suy nghĩ của họ. Trong công việc, nếu làm kinh doanh, vì bạn nên đầu tư mạnh tay thì sẽ thu về khoản tiền lớn đấy. Người này tuy giàu có, nhưng vì bản tính ngang bướng của mình mà không có nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã hội, họ dễ dính thị phi, bị người khác soi mói, nói xấu, bịa chuyện không hay.